Chào mừng tất cả các bạn đến với video mới nhất của mình. Địa bàn hôm nay mình đến là huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để quay một số phô mai của anh Thanh Nhị giới thiệu cho anh em mình giao lưu. Ôi, chào Nhi ơi. Rồi, xin mến chào các bạn. Thanh Nhị xin mến chào các bạn vừa qua đã ủng hộ Thanh Nhị những lô mai vừa qua. Nay Thanh Nhị có số lô mai mới quái đẹp, đồng giá 600k để cùng các bạn tham khảo và mua ủng hộ Thanh Nhị ha. Rồi. Số điện thoại là 0986001330, số Zalo cũng vậy. Lô này đó anh. Dạ, đây. Quay số mai quái còn đang để nằm ở trời nha. Rồi. Giảo nha các bạn. Rồi, lô mai giảo. Giảo nguyên lô ha. Rồi, giảo từ mấy cánh đến mấy cánh anh? Từ 7 cánh đến 16 cánh nha các bạn. 7 đến 16 cánh. Rồi, giảo nguyên lô luôn. Này là bán cặp đó anh. Bán cặp là có 600k cũng như cây có 300 à. Rồi, bao sóc bao ship luôn ha. Chương trình gần như chương trình cũ là bao sóng bao xếp luôn. Bao sóng bao xếp rồi toàn quốc rồi từ xưa giờ luôn nha. Rồi. Cặp này là hoành 15K20, 15K20 luôn, cặp số 1. Rồi, hoành 15K20, một cặp số 1. Quái nha. Rồi, một để cặp. Để nơm nha. Cặp 600. Bao sóng bao xếp luôn. Toàn quốc luôn, cây mới bứng nha các bạn. Rồi. Để nơm cây đi, để bàn đẹp, cực kỳ nhanh, nguyên lô mai để bàn không nha các bạn. Rồi, đổi phôi. Rồi cặp số 2 nha. Số 2. Quái nha. Quái đế nơ cũng 600k. Bao sống bao xếp toàn quốc luôn. Mày giảo khỏi ghét đi các bạn. Rồi cho thông số đi anh ơi. Hoành 4 câu 20. Hoành 14 câu 20. Hoành 13 câu 20. Rồi. Rồi đó coi. Số điện thoại của anh Thanh Nhị để trên màn hình nha các bạn. Rồi cho nó song song rồi đó. Rồi. Cây thứ nhất cũng hoành 4-30, thứ nhì cũng 15, cao 20 luôn ha. Rồi. Quái đế nơm nha các bạn. Rồi. Khỏi ghép các bạn ơi. Có 600k cặp gì dễ chơi lắm. Có cặp đổ bàn giảo chơi luôn. Lô mai giảo từ 7 đến 19 cánh nha các bạn. 16. 16 nó lộn. Rồi. Rồi. Thôi. Rồi. Cặp số 4 là hoành 15-20, 15-20 luôn, hay cây hoành 15-20 hết luôn. Rồi, một cặp 15-20. Đế nôm nha các bạn. Về khỏi ghép ha. Hoành là 15-20. Bao sống bao xếp toàn quốc luôn các bạn ơi. Về có cặp mai bông đẹp, dễ chơi, bông bự luôn. Rồi. Số điện thoại của anh Thanh Nhị để cho màn hình nha các bạn. Rồi cây thứ nhất là hoành 15-20, thứ nhì 14-25. Rồi. Đế quái nha các bạn. Nó quái đây ha. Bao sống bao xếp toàn quốc luôn nha các bạn. Rồi đỡ phôi. Rồi cặp số 6 nha. Nó đế nơm rất đẹp nha các bạn. Cái nhất thứ nhất là hoành 15-20, cái gì cũng 15-20 luôn. Nó đế nơm nha, về khỏi ghép đi các bạn. Có cặp mây giảo chơi các bạn ơi, quá rẻ luôn. Rồi ủng hộ. Rồi đó coi. Rồi cặp số 7 nha. Rồi. Cái thứ nhất là hoành 13-20, cái gì 14-20 ha. Nó dán bài để nôm không nha các bạn, quái không nha. Các bạn xem ủng hộ Thanh Nhị giá quá rẻ các bạn ơi. Có 600k một cặp mai giảo chơi để bàn luôn. Rồi đó coi. Rồi cặp số 8 nha, cây thứ nhất là hoành 14 cao 30 nha. Cây thứ nhì là hoành 13 cao 25. Dán bài các bạn để nôm nha. Bạn xem ủng hộ gì cho vậy cũng rất mừng ơn nha. Rồi đó coi. Rồi cặp số 9 các bạn ơi, dán bài đế nôm luôn. Cây thứ nhất hoành 15-20, thứ gì cũng hoành 15-20 luôn. Cặp số 9 đế nôm nha. Rất đẹp. Chảo nguyên lô nha các bạn. Bao sóng bao xếp cho anh em mình luôn. Toàn quốc luôn nha, đồng giá 600k hết nha. Rồi, số điện thoại của anh Thanh Nhị để trên màn hình nha các bạn. Rồi, cặp số 10.
Rồi cặp số 10. 15 cao 20 này cũng 15 cao 20 luôn ha. Dán bài đế nôm rất đẹp nha các bạn. Có duyên ha. Được cặp mai dảo chơi có 600k các bạn ơi. Rồi đó thôi. Rồi cặp số 11. Số 11. Hoành 16 cao 20, hoành 15 cao 20. Đế nôm ha. Rất đẹp ha các bạn. Các bạn xem ủng hộ ha. Có 600k một cặp rồi các bạn ơi. Rồi đó coi. Số 12 dán bay đế nôm luôn. Cái này là hoành 16 cao 25 ha, còn cây này hoành 15 cao 20 ha. Đế nôm nha các bạn. Ở nhà một cút điện thoại gọi thôi là có cây đem tới nhà nha các bạn. Rồi. Rồi, đó coi. Rồi cặp số 13 các bạn ơi. Số 13. Đế nôm luôn ha. Dán bài ha. Đế nôm rất đẹp nha các bạn. Bao sống một xếp luôn có 600k các bạn ơi. Quá rẻ luôn. Thông số anh ơi, chưa có thông số anh ơi. Hoành 16 cao 25, hoành 14 cao 25 ha. 16 cao 25, 14 cao 25. Rồi, đổi phôi. Rồi, đổi phôi. Rồi, cặp số 14. Rồi, cặp số 14 là hoành 13 cao 20. 13 cao 20. Hoành 14 cao 20. 14 cao 20. Cũng dán bay để nôm ha. Rồi, một cặp 600k bao sống bao ship cho anh em mình. Quá rẻ các bạn. Dảo luôn. Rồi. Đồ mai dảo từ 7 đến 16 cánh nha bà con. Mai hột ha, dảo hột ha. Rồi cái thứ nhất là hoành 16 cao 20, thứ nhì cũng 16 cao 20 luôn ha. Rồi. Dảo hột nha các bạn. Đó, để nôm dán quái không ha, quái thú luôn ha các bạn. Đó, quái thú luôn ha. Rồi, để coi. Rồi, cặp số 16. Cặp số 16 luôn, dán bay, dán nằm luôn. Cây thứ nhất là hoành 17 20. Thứ nhì nó là hoành 14 cao 20 luôn. Dán bay để nôm nha các bạn. Rồi, để coi. Rồi cặp số 17 ha. Số 17. Hoành 16 cao 20, 16 cao 20 luôn. Nhấn bài đế nôm hết tất cả nha các bạn. Quái không các bạn ơi. Rồi. Đế nôm toàn lộn lô luôn đó. Đồng giá 600k nha anh em. Bao sống bao ship luôn. Lô mai dảo từ 7 đến 16 cánh. Rồi cặp số 18 luôn các bạn ơi. 18. Hoành 15 cao 20. Hoành 15 cao 20. Hoành 18 cao 25. Rồi. 600k ngồi ở nhà cút điện thoại là có cây đem tới nhà chơi các bạn ơi. Rồi đó thôi. Cái thứ nhất là hoành 13 cao 20, thứ nhì hoành 13 cao 25, quái đế nôm. Rồi, 13 cao 20, 13 cao 25. Một cặp. Này thú nha. Mai nhỏ để bàn rất đẹp nha các bạn. Dảo nguyên lô nha, rồi đó thôi. Rồi, cặp 20. Cặp số 20 ha. Dán bài đế quái rất đẹp nha các bạn. Nên cây dán đứng, cây dán bài hoành 7 cao 20. Mình cũng hoành 7 cao 20 luôn ha. Đế nôm rất đẹp nha các bạn. Các bạn xem ủng hộ tình nghị ha. Rồi, để coi. Rồi. Cái này tới 3 cây. Cây số 21, 3 cây cũng đồng giá 600k nha các bạn. Rồi. Cũng như cây 200k đó, 3 cây 600k ha. 3 cây 600k. Là số 21 ha. Độc hoành đó anh ơi. Cao cao cũng tương đương à. Có 2 tấc nha bà con.
11 cao 20, 13 cao 20, 12 cao 20 ha. Rồi. Sáu con cây, ba cây nha các bạn. Rồi. Rồi để coi. Lô này tới 3 cây nha bà con. Rồi, lô số 22 nha các bạn. Lô đế rất đẹp ha. Nằm dưới rất đẹp luôn đó. Hoành 13 cao 25. Rồi, 3 cây hoành 13 hết luôn. 3 cây cao 20 luôn. Rồi 3 cây hoành 13 hết ha. Rồi. Có 6 trên cao 3 cây nha các số bạn. 22. Rồi, số lô số 22 đó. Chiều cao nó cũng tương đối nhau nha bà con. Độc hoành thôi. Rồi lô số 23. Rồi. 12 cao 20, 15 cao 20. Với 11 cao 20 ha. Ba cây có 600 ca giảo nha các bạn, giảo rồi, nha. Rồi, này lô giảo luôn. Giảo hộc không nha các bạn. Nguyên giảo nguyên lô luôn nha. Rồi, rồi đó coi. Rồi cái hoành 14 cao 30, hoành 12 cao 20, hoành 13 cao 20. Giảo nguyên lô luôn nha các bạn. Bao sống bao xếp toàn quốc luôn, có 600 ca các bạn ơi, cây để bàn rất đẹp nha. Rồi. Rồi, đó coi. Rồi, rồi cặp số 25 3 cây nha. 25. 25 3 cây. Hoành 12 cao 20, hoành 13 cao 20, hoành 12 cao 20 ha. Đế nôm các bạn rất đẹp nha. Nôm không là 10, nôm lô quế thú nha. Giảo uống không là các bạn ơi. Rồi. Có 600 ca bao sống bao xếp gửi tới nhà luôn nha các bạn. Rồi, đỡ coi. Cây 13 cao 20, 12 cao 20, 11 cao 20 ha. Đế nôm nha các bạn. Nó đế nôm không đó nha. Các bạn xem giao lưu ủng hộ cùng Tâm Nhị nha. Rồi, cặp 26 nha bà con. 26 nha. Rồi. Rồi. Rồi cặp 27 nha các bạn. 27 cũng 3 cây ha. Hoành 12 cao 20, 12 cao 20, 13 cao 20. Giảo nha, 3 cây có 600 ca gửi tới nhà nha các bạn. Bao sống một xếp toàn quốc luôn ha. Rồi, đỡ coi. Rồi, cái lô này cuối clip nha. Rồi, lô số cặp 28 ha. Rồi, cặp 28 là 11 cao 20, 11 cao 20, 13 cao 20 luôn ha. Rồi. Thì cuối clip cũng hết rồi, Thanh Nhị cũng xin mến chào tạm biệt các bạn. Số điện thoại của Thanh Nhị là 0986001330, số Zalo cũng vậy luôn. Rồi các bạn xem giao lưu ủng hộ của Thanh Nhị, Thanh Nhị rất mong ơn. Rồi. Rồi, tạm biệt Thanh Nhị, các bạn. Rồi, cảm ơn Nhị ơi. Gặp lại lần sau nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn lần clip sau nha.